Trận đấu giữa anh Hoàng Giang gặp anh Đức Mắt Mũi. Trận đấu này thì anh Giang chấp 6-1. Như vậy là ngay từ đầu tiên thì anh Đức Mắt Mũi dẫn 1-0. Chúng ta cùng bảo like, chia sẻ video về tường để cổ vũ cho hai cầu thủ đấy. Đây, cầu thủ Hoàng Giang là một tay cơ cũng rất là cứng cựa. Đông Nobita chuẩn rồi, đang đi vào trực tiếp. Quá tốt, một pha đánh rất mềm mại của anh Mắt Mũi. Cũng không biết là ai đặt cho anh tên biệt danh ở Đức Mắt Mũi. Anh đăng ký thi đấu này, em là Đức Mắt Mũi. Ok. Vâng, anh đánh rất tuyệt đoán. Quả thắt lưng được đấy. Như vậy là anh được Mắt Mũi phải A băng rồi. Quá hay, trúng mi mục tiêu luôn. Lại là một phá bắt đùi, như vậy là anh Hoàng Giang đang bắt đùi rất nguy hiểm. Thắng à? Hay thế nhở? Điên rồi. Ngồi quay chân ở kia để người ta có đi lại đi, đừng vướng. Tiếp theo trên bàn số 9, Đẹt Hải Dương gặp Lốc Thạo. Tí nữa đánh thắng rồi thì người ta ngồi cà phê đi, sồn sồn lên. Penalty cho anh Mắt Mũi rồi. Đen đá không đường không bọt mà, nó dặn đi dặn lại rồi. Để nguyên chất cho anh nó bảo dặn đi dặn lại không đường không bọt rồi. Cà phê thả cục đá vào là xong. Hiểu không? Không cần phải làm gì cả, mỗi cà phê không thôi thả cục đá vào là xong. À, Hoàng Giang này một cầu thủ rất cứng cựa. Anh này đã từng giành huy chương bạc, à quên, giành giải nhì, giải nghiệp dư.
cũng gọi là huy chương bạc, nhưng mà tôi không có huy chương, được mỗi cái cờ thôi. Toàn Mạnh có cái cờ nào chưa nhỉ? Hèn, quá hèn. Giải ba chưa được, hèn quá. Anh Hoàng Giang đang đánh rất mềm mại và tự tin. Còn một pin số 9 rất hay. Anh Hoàng Giang được xếp hạng B, anh chấp anh Đức mắt mũi một ván. Như vậy anh thắng ván này anh sẽ gỡ hòa tỷ số 1 đều. Rồi, 1 đều cho anh Hoàng Giang. Cả nhà cho anh một tràng báo tim đi, cho nó khác màu đây. Một đều thôi. Cà phê mặn thế, ngọt thế. Đây là pha phá bì của anh Đức Văn Mũi. Vâng, một pha phá bì rất mạnh mẽ và không có bì nào về bếp. Cả bi cái nó cũng chưa thèm về bếp, nói rất tuyệt vời. Rồi, một pha sấp đôi của anh Hoàng Gia, một pha định với cú định đè áp phê. Nhưng mà căn sai má và chết luôn cả cái của anh Tống Hoàng Giang. Một đuôi, hai đuôi, anh định bắt đuôi nữa. Ôi nhưng hơi mạnh. Con hai lên trên đây thì tí nữa bắt đuôi thứ ba rất khó. Kể mà con hai nó chỉ đứng nằm loanh quanh ở mạn thằng 6, thằng 5 kia thì có tí nữa sẽ có cơ hội để dí cái vào đít thằng 5 hoặc thằng 6. Nhưng tí nữa mà thằng 2 nằm ở đây thì bắt đuôi thứ ba rất khó. Đút ra ngoài bàn quá. Lôi. Chắc chắn sẽ là một cú đẩy lên cái đít 6. Mạnh rồi, mạnh rồi. Bật đùi thứ ba quá lỗi của anh Đức mặt mũi, mạnh quá. Anh em có thể thấy không, đúng như tôi phán đoán, con 2 nằm ở xa 5-6, bắt đuôi thứ ba rất khó. Nếu như nó ở gần thì bắt đuôi sẽ dễ dàng hơn. Như vậy là trong bia chúng ta phải đều phải tính toán hết. Đường đi lước bước chúng ta phải tính toán kỹ, chứ không thể là đánh theo kiểu ăn chắc được. Hay quá, anh Hoàng Giang này, anh đang đánh rất tốt, anh là cơ thủ rất là cứng cựa và đặc biệt là anh là một người tập luyện rất là chuyên cần và nghiêm túc, anh tập luyện miệt mài thời gian qua. Còn 4 bi trên bàn thôi. Tôi nghĩ rằng là với ông bạn Hoàng Giang này mà cứ với cái đà tập luyện chịu khó và chịu va thi đấu thì sớm muộn thì anh cũng sẽ lên được hạng A. À đây là một giải 9 bi nghiệp dư. Các cơ thủ đều ở trình độ nghiệp dư. Chúng ta hãy cùng chia sẻ video cổ vũ cho các cơ thủ để động viên cho các cơ thủ, cũng như là giúp cho cái phong trào VR ngày càng được phát triển, giúp cho phong trào VR ngày càng được nhân rộng cũng như là được phổ biến với tất cả anh em, tất cả mọi vùng miền. Rất hay. 2-1 cho Hoàng Giang. Có thể thấy là Hoàng Giang một lối đánh rất nhanh gọn. Chắc chắn anh đã nâng tỷ số lên 2-1 rồi.
Anh cũng là một ứng cử viên của giải. Quá tốt, quá xuất sắc. Chúng ta cùng chia sẻ mạnh video về tường đi. Không được rồi, một pha phá thuê cho đối thủ của anh Hoàng Giang. Cơ hội cho anh Mắt Mũi, không biết là anh đi được bao nhiêu con bi đây. Anh Đức Mắt Mũi thì cũng mới tham dự bộ môn 9 bóng này được mấy tháng. Được 2-3 tháng này, anh cũng đang tập luyện từng các con bi một. Hay quá, một pha cúp về ngược để điều con bi số 3. Rất mềm mại. Đến được con bi số 4 rồi. Không được, như vậy là anh dừng lại con bi số 4. Và rất may mắn cho anh, thế bi còn lại rất khó cho Hoàng Giang. Chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em. Thời tiết Hà Nội hôm nay thì rất là đẹp trời. Không thời tiết thì quá chiều lòng người. Anh em đi cà phê, ngồi xem bia nữa thì còn gì bằng. Hay quá. Anh Hoàng Giang đã bắt lui thì chạy đạn lại rồi. Em thấy Hoàng Giang là một cầu thủ rất cứng cựa. Anh tập luyện cũng như thi đấu rất nghiêm túc. Anh là cầu thủ đang lên. Quá tốt, một pha. Tiếp theo trên bàn số 11, anh Cu Lùn gặp Khương Linh Bình, 6-1. 11. Cứ ăn đi, cứ ăn đi. Khương bên cạnh đấy. Ngọc Vũ Khúc, hello hello. Đây, mình đang uống cà phê rồi bạn ơi. Đang uống rồi. Ngọc Vũ Khúc chia sẻ video về tường, tất cả anh em chia sẻ về tất cả các hội nhóm bia cả nước cũng như là các hội nhóm đây để mọi người cùng xem và cổ vũ đây. Đây là giải nghiệp dư thôi. Chúng ta còn cổ vũ để các cầu thủ thi đấu cũng như là giúp gửi tới cái tất cả anh em cũng như tất cả mọi người cái về cái giải 9 bi. Giúp cho phổ biến, phổ cập cái bộ môn 9 bi này tới tất cả mọi người. Rất đáng tiếc cho anh Mắt Mũi, anh đang đi rất là tốt. Tự dưng anh lại đánh vội vàng con bi số 8, anh trượt con bi số 8 rồi. Rất đáng tiếc cho anh Đức. Quá đáng tiếc. Tiếp theo trên bàn số 11, Toàn Mạnh gặp Hiếu Hưng Yên,
Ở đây có bút đấy. Trên bàn số 11, Toàn Mạnh gặp Hiếu Hưng Yên. Chết cái rồi. Quá đáng tiếc cho anh mắt mũi phá bị chết cái. Xong chưa? Khương xong chưa? Tiếp theo trên bàn số 14, Tùng Ếch gặp Triều Thái Bình. Trên bàn 14, 14. Gặp Tùng Bắc Linh. Chào anh Hiếu Zip Sapo nha. Chào anh Nguyễn Thanh Hải. Anh Nguyễn Thanh Hải hỏi cho em cái ngân hàng ngân heo gì chưa? Đăng ký kinh doanh đi. Hỏi cho em cái đấy triển khai để em triển khai luôn anh ạ. Tiếp theo trên bàn số 13, Lâm Phú Thọt gặp Hoàn Bắc Linh. Trên bàn số 13, Lâm Phú Thọ gặp Hoàn Bắc Linh. Anh Hiếu Zippo, Dương Bò và Lợi Cà Phê đều vào vòng trong rồi. Lương Anh Quyên, hình đường bị méo hả bơi, em chưa hình dung ra được hình đường là cái gì. Hình đang bị méo. Em cũng không biết cái này nó máy tính em cũng mù đặc. Không biết được. Ok nhá, chào Cường Pazi nhá, chào tất cả anh em. Chưa được 200 anh em Cường Pazi ạ. Hay quá nhỉ. Ui.
Vào rồi. Tiếp theo trên bàn số 10, Cu Lùn gặp Khương Tử Nha. Trên bàn số 10, Cu Lùn gặp Khương Tử Nha. À, Lương Anh Kiên dài chiều ngang à? Em cũng không biết câu hình này nó ở chỗ nào. Chịu chết. Thôi kệ, nó cứ như này cũng được. Ba một cho Hoàng Giang. Hiếu Hippo à, có khả năng đấy anh ạ, bởi vì là em nhìn là hai nhánh khác nhau, một nhánh A một nhánh B. Nếu mà hai cầu thủ cùng thắng cái trận cuối cùng là gặp nhau trong trận chung kết thì anh Zipsabo. Hay quá. Như vậy là cầu thủ Hoàng Giang đang đánh rất tự tin. Anh đang đánh áp đảo đối thủ. Đúng là cửa trên. Đánh cho đối thủ tê luôn. Hay quá nhờ. Toàn pha nhà kinh thật đấy. Hay quá. Như vậy là 4-1 cho Hoàng Giang rồi. Bốn hai cho Hoàng Giang rồi. Tiếp theo trên bàn số 12, Bắc Đại Bàng gặp Toàn Sa Nhà. Vòng 1-16, Bắc Đại Bàng gặp Toàn Sa Nhà trên bàn số 12. Trên bàn số 10, anh Cu Lùn gặp Khương Tử Nha. 6-1 nhá. Bàn 12 ơi cái thằng này. Toàn mạnh nhá. Toàn xa nhà. Mẹ cái thằng này xa nhà khác toàn mạnh. Thank you.
Cú ra ngoài quá rồi. Tỷ số được nâng lên 5-2 cho anh Hoàng Giang. Anh đang đánh với tốc độ bàn thờ luôn. Quá hay, đúng là cửa trên. Quá tuyệt vời cho anh Hoàng Giang, anh đang đánh rất là hay. Cơ hội cho anh mắt mũi thể hiện. Ôi hơi yếu sinh lý rồi. Không được rồi. Như vậy anh mắt mũi cũng bị Lavante rồi. Vẫn chưa có cơ hội nào cho anh Đức mắt mũi. Cái hình nó kéo cái ảnh ra, chỉnh lại nó biết, chả biết được, em thấy thì nó bình thường.
mọi người cứ bảo là có bị kéo dài ngang rồi em phải hiểu là em thấy thì nó bình thường thôi. Em nhìn hộ em đấy, thật có lẽ là nếu mà chỉnh tỉ lệ hình như thì ở thế nào thì nó không bị kéo dài ngang ấy, em chả biết em như nào, anh phải xem của em. Không, anh chỉ cần nói xem có lúc phải nó bị kéo dài ngang không nhỉ? Hơi dài á? Đó, em thấy bình thường mà. Còn hơi dài thì chỉnh ở chỗ nào để tỷ lệ là chỗ nào? Chỉnh tỷ lệ là chỗ nào? Như vậy anh Đức Văn Mũi đã gỡ tỷ số lên xuống 3-5 rồi. Chia sẻ video từ của Vũ chồng chưa? Hello, hello. Đây rồi. Cơ hội cho anh Hoàng Giang cắt tiết trận đấu nhưng mà con 1 ra con 2 cũng tương đối là khó. Khó xử lý phết đây. Hay quá nhờ. Một pha kia. Điều ra hình không? Quá hay. Một pha điều 1 ra 2 quá hay của anh Hoàng Giang. Nhưng mà con 3 lại là một vấn đề. Con 3 làm ở vị trí quá khó. Con 3 đang bị con 6 nó chặn ở ngay đằng đuôi. Rất khó khăn. À, anh định ăn 2 và gãy hàng luôn nhưng không thành công rồi. Rất đáng tiếc. Đây rồi, cà phê đây rồi. Đang bên nhánh thua. Chưa. Anh sang bên đây rồi, gì nữa. Chưa, đang đánh nhánh thua. Thắng nhanh thì phải chờ, người ta phải đánh thua chứ. Cơ hội cho anh Tống Giang cắt tiết trận đấu rồi.
Chào tất cả anh em nhá. Chào Mạc Đông nhá. Hay thế nhở, cân điều luôn kìa. Quá hay. Cơ hội cho anh Hoàng Giang cắt tiết trận đấu thôi. Ôi giời ơi, người ta bấm được lại một pha muốn đẹp mắt của anh Hoàng Giang. Anh nghe tôi khen anh sướng. Anh đánh cu lê áp phê chảo và chóe luôn. Tốt, một pha ba vi tốt của anh mắt mũi. À. Tiếp theo trên bàn số 9, Hoàng Phú Thọ gặp thủ Nam Định. Đồng banh game chậm 6. Hai thằng vào đánh đi. Bàn 9. Một pha phá hợp lệ của anh Tống Giang. Anh một pha chủ quan, anh đã không cắt tiết được trận đấu và anh để anh Đức mắt mũi gỡ rút ngắn tỷ số xuống 4-5. Trận sau sẽ là trận đấu rất hấp dẫn giữa Minh Nhựa gặp người thắng của trận đấu Toàn Mạnh gặp Hiếu Hưng Yên. Trận đấu đó sẽ là rất hấp dẫn vì Minh Nhựa là một cầu thủ ứng cử viên vô địch và cầu thủ đang lên. Minh Nhựa đánh rất hay. Ok, Lê Mạnh Hoàng. Như vậy là Hoàng Yên Bái gửi lời chúc đến Hoàng Phú Thọ. Anh em Hoàng rất là ok. Tiếp tục là cơ hội cắt tiết trận đấu cho anh Hoàng Giang. Không biết anh có tận dụng được không đây, hay anh lại chủ quan. Còn 3 vi nữa thôi. Còn 2 vi nữa thôi. Tốt. Như vậy còn một bi số 9 nữa thôi. Như vậy là anh Đức Văn Mũi đã miễn cho anh Hoàng Giang. Kết thúc trận đấu với tỷ số 6-4. Nghiêng về anh Hoàng Giang. Xin chúc mừng anh Hoàng Giang.